chí khí của Trần Bình Trọng. Năm 1285, cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần hai dần bước vào giai đoạn cam go nhất. Sau nhiều trận giao chiến ác liệt, quân Nguyên từ Vạn Kiếp kéo về chiếm thành Thăng Long. Vua Quan nhà Trần kịp rút khỏi kinh thành, để lại Thăng Long chỉ còn là một tòa thành trống, khiến Hoắc Hoang vô cùng phẫn nộ. Lợi dụng lúc đó, triều đình Đại Việt quyết định rút về Thiên Trường để đảm bảo lực lượng và có thêm thời gian chuẩn bị phản công. Lại nói, sau khi chiếm được Thăng Long, Hoắc Hoang càng nóng lòng muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Bởi nếu ở lại Đại Việt quá lâu, binh lính của hắn sẽ mau chóng rệu rã vì ốm đau, dịch bệnh, do không hợp thủy thổ. Vì vậy, trong lúc đợi cánh quân của Toa Đô từ Chiêm Thành tiến ra hợp quân, hắn ra lệnh cho Ô Mã Nhi cùng tất cả các tướng tá truy kích quân Trần, theo cả đường bộ và đường thủy, quyết bắt sống được vua Quan Đại Việt. Nay, nhiệm vụ sơ tán triều đình là cấp bách nhất và không hề dễ dàng. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quyết định giao phó trọng trách cho một trong những dũng tướng của mình, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Được triều đình giao trọng trách cầm chân quân Nguyên, giúp cho triều đình rút lui an toàn, Trần Bình Trọng chia quân, một mặt đi theo bảo vệ Tôn Thất, một mặt cho bố trí các trận đánh ngăn cản đường tiến của giặc. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Trần Bình Trọng quyết định sắp đặt trận địa mai phục ngay tại Bãi Đà Mạc, hay Thiên Mạc, tức Bãi Mạn Trù bên sông Hồng, ở Khoái Châu, Hải Hưng, với mục tiêu án ngữ tại đây, cắt đứt hướng truy kích của giặc. Về phần Ô Mã Nhi, vì đã hứa với Hoắc Hoang sẽ bắt sống vua Trần về lập công, nên cuộc truy đuổi diễn ra hết sức kịch tính. Trần Bình Trọng án ngữ ở Bãi Đà Mạc, chỉ chờ Ô Mã Nhi tiến vào là cho quân mai phục ào ạt tấn công. Thế nhưng, Ô Mã Nhi với sự giúp đỡ của các binh tướng đã mau chóng chiếm ưu thế. Trần Bình Trọng chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ đường rút quân của nhà vua, nhưng vì chênh lệch quá lớn, cứ điểm phòng thủ Thiên Mạc đã bị quân của tướng Ô Mã Nhi phá vỡ. Vị mãnh tướng đã sa vào tay giặc. Dù thất bại trong trận chiến, nhưng với sự chống trả quyết liệt của mình, Trần Bình Trọng đã khiến đạo quân Mông Nguyên hoàn toàn mất dấu đường rút lui của triều đình nhà Trần. Bắt được Trần Bình Trọng, kẻ thù ra sức dò hỏi tình hình quân ta, nhưng mặc cho chúng dọa nạt, dụ dỗ, ông vẫn không hề khuất phục. Trần Bình Trọng thậm chí đã tuyệt thực, nêu cao khí tiết trung dũng của người tướng anh hùng. Biết không thể dùng đòn roi, Ô Mã Nhi bèn mang của ngon vật lạ ra dụ dỗ, toan mua chuộc ông, nhưng cũng chẳng thành. Hết cách, hắn đành ngon ngọt đưa ra điều kiện lớn, chỉ cần Trần Bình Trọng quy phục nhà Nguyên, cả đời sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, thậm chí có thể được phong vương đất Bắc. Với sự khẳng khái và can đảm vốn có, Trần Bình Trọng lớn tiếng trả lời giặc, ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu, Trần Bình Trọng hy sinh khi mới vừa 26 tuổi. Không ham giàu sang, không màng tính mạng, chỉ biết hy sinh vì nước. Cái chết dũng cảm của Bảo Nghĩa Vương đã làm vua Trần vô cùng cảm động và tiếc thương. Câu nói trước lúc hy sinh của ông đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trở thành biểu tượng của lòng yêu nước. Ông cũng là tấm gương cao cả về khí tiết và lòng trung thành, đại diện cho các tướng lĩnh và quân dân nhà Trần trong kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai.